Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình điểm tin cuối ngày của San TV. Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 5 chúng ta sẽ có những phần nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh nhân 91 phi công người Anh tỉnh lại. Cảnh báo dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh. Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại trẻ em. Cây cầu ngàn tỷ dài nhất miền Trung sắp hình thành. Ô tô lùi xe bất cần đâm đổ cột xăng làm cháy lớn. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Đến hôm nay, sức khỏe của bệnh nhân số 91 là phi công người Anh đã có những tiến triển tốt. Các thông số oxy máu và chức năng thận đã được cải thiện. Sáng hôm nay, ngày 28 tháng 5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới và đã 42 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân hiện đang dừng ở 327 người, còn 49 bệnh nhân đang điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân 91 phi công người Anh đã bắt đầu có những tiến triển về mặt tri giác. Các thông số oxy máu và chức năng thận đã cải thiện hơn so với 2 ngày trước. Theo đó, sau khi ngưng hẳn thuốc an thần, bệnh nhân có tín hiệu tỉnh, thực hiện được những lệnh đơn giản của nhân viên y tế, huyết động ổn định, có thể cử động được đầu chi, mặc dù tình trạng liệt cơ hoành, yếu liệt các chi vẫn còn. Hiện tại, bệnh nhân đã ngưng lọc thận và điều trị bằng thuốc. Qua đó, Tổng lãnh sự Anh ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vì đã tích cực cứu chữa bệnh nhân 91. Dự kiến chiều hôm nay, bệnh nhân sẽ được chụp CT scan ngực để đánh giá mức độ hồi phục của phổi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 20 tỉnh thành bị tái phát dịch tả lợn châu Phi với hơn 4.000 con lợn bị tiêu hủy từ đầu năm đến nay. Chiều ngày 26 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn. Theo Cục Thú y, nguyên nhân khiến dịch tái phát là từ các ổ dịch tái phát xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Đã có 20 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi, đó là Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hưng Yên đầu tháng 2 năm 2019. Trong vòng 7 tháng, dịch lan ra 63 tỉnh thành, khoảng 6 triệu con lợn, tổng trọng lượng gần 340.000 tấn đã bị tiêu hủy. Nhiều địa phương phải chi hàng nghìn tỷ đồng để ngăn chặn dịch. Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại trẻ em. Theo đó, tội phạm sẽ được tiêm chất kháng testosterone làm giảm hưng phấn tình dục. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương đề xuất mở rộng hình thức thiến hóa học, lao động công ích, công khai danh tính đối với tội phạm xâm hại trẻ em. Trước đó, biện pháp này đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Người chịu hình phạt sẽ được tiêm chất kháng testosterone, khiến nồng độ testosterone trong cơ thể xuống mức trước tuổi dậy thì, giảm nhu cầu tình dục. Bởi thời gian qua, thực tế cho thấy kẻ xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân, thậm chí bố xâm hại con, ông nội xâm hại cháu, với thủ đoạn tinh vi, dã man và khó lường. Vì vậy, phải có các biện pháp cứng nhắc, có sức răn đe cao để đẩy lùi thứ bệnh này. Cùng với đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại trẻ, ông Phương đề nghị công khai danh tính và ghi tội danh vào hồ sơ lý lịch để răn đe, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cầu cửa hội bắc qua sông Lam với tổng mức đầu tư 950 tỷ sắp được hình thành. Theo đó, đây là cây cầu đường bộ dài nhất miền Trung. Cây cửa hội dài 5,3 km, trong đó phần cầu là 1,7 km, nối thị xã Cửa Lò, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 950 tỷ. Cây cầu này được khởi công tháng 2 năm 2019 với thời gian thi công theo kế hoạch là 18 tháng. Đến thời điểm này, việc thi công đã đạt hơn 70% khối lượng công việc. Công trình dự kiến hợp long vào tháng 9. Theo đó, nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 250 tỷ đồng. Cầu cửa hội sau khi hoàn thành sẽ kết nối với quốc lộ 8B và quốc lộ 1 sẽ giảm tải giao thông trên tuyến. Đồng thời, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam. Tài xế ô tô lùi xe đâm đổ một cột bơm ở cây xăng trên đường Hào Nam, Hà Nội, khiến xăng tràn ra ngoài bén lửa và gây cháy lớn. Tối hôm qua, khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 5, cây xăng Hào Nam ở phường Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Chỉ huy quân đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã phải điều hai xe chữa cháy tới hiện trường vì một tài xế ô tô đã lùi và đâm trúng cột bơm khiến xăng trào ra ngoài, bén lửa và bốc cháy dữ dội. Nhân viên của cây xăng đã ngay lập tức dùng bình cứu hỏa khống chế ngọn lửa. Theo đó, không có thương vong về người vì ngọn lửa đã được khống chế sớm. Tại hiện trường, chiếc ô tô gây ra vụ việc và một xe máy khác bị lửa thiêu cháy. Cây xăng ngay sau đó cũng bị phong tỏa, lực lượng cứu hỏa vẫn xịt nước làm mát, chấn lửa bùng lên.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin cuối ngày của San TV. Quý vị hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh San TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.